Trưa ngày 6 tháng 4, đoàn kiểm tra liên tỉnh số 2 thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ xử lý vụ việc xe khách giường nằm chở hàng chục con heo chết không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Thời điểm này, đoàn kiểm tra dừng một phương tiện xe khách giường nằm biển số tỉnh Quảng Ngãi thì phát hiện dưới hầm xe có nhiều bao tải chứa xác heo đã qua công đoạn giết mổ ban đầu. Khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế Đặng Đức Ngãi, sinh năm 1982, quê Quảng Ngãi, khai trong hầm có hơn 20 xác heo được một người ở Quảng Ngãi thuê chở vào giao tại một địa điểm ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, rồi sẽ có người tới nhận hàng. Bước đầu, tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch nguồn gốc xuất xứ của số heo trên. Hiện đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm giữ phương tiện, lô hàng, lập biên bản để tiếp tục xử lý vụ việc.